Cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? À, tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn, chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết, ba mẹ em mắng chết la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá hay sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử, thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm, mà em cũng sợ tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Ừ, rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ, cũng bình thường. Cái ngày bình thường sao? Ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi, đúng chưa? Dạ, dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi, tức là đấy, sau em thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vậy. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao? Phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ như nào mà đáng sợ? Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có như IS tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu lại không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sùm. Xong em nói cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi. Đánh luôn. Rồi. Đánh luôn á hả? Dạ, đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ bắt tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái ca nhựa thôi. Giận mà vẫn còn lý trí, đúng dạ. Không? Còn tật xấu trong em. Ảnh hồi yêu thì ảnh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc em mà làm sai cái gì cái chu cha ảnh nhăn, ảnh nổi cơn lên ảnh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng tính rồi cũng nhăn nhó em. Vì em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sáp anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi, giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có. Dạ em nuôi xong rồi bán em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm. Người ta lại bán lại cho em.